Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chi tiết. Sau một thời gian dài nghỉ tập phòng chống dịch Covid-19, một số câu lạc bộ Zumba trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã bắt đầu hoạt động trở lại. Tuy nhiên, theo một số chủ câu lạc bộ Zumba, do vẫn còn nhiều thành viên e ngại tình hình dịch bệnh cũng như không duy trì thói quen tập luyện lâu nên số lượng thành viên quay lại vẫn chưa nhiều. Từ lâu, bộ môn Zumba luôn là bộ môn thu hút được chị em phụ nữ tham gia tập luyện. Đây cũng là bộ môn mang lại cho người tập sự thoải mái, vui vẻ và năng lượng hơn sau mỗi buổi tập. Phường An Tảo, thành phố Hưng Yên có 4 khu phố và 4 sân chơi cầu lông. Trong bối cảnh hiện tại, đây là môn thể thao được nhiều người lựa chọn để rèn luyện sức khỏe và đảm bảo phòng dịch Covid-19. Các quy định về phòng dịch ở mức độ 2 được người dân tuân thủ trong rèn luyện thể thao như không tập trung quá 30 người. Câu lạc bộ cầu lông phường An Tảo đã chia thành nhiều khung giờ để các thành viên tập luyện cầu lông. Môn thể thao này có tính đối kháng và giữ khoảng cách tốt nên được nhiều người dân lựa chọn tập luyện. Trong những năm gần đây, phong trào bóng chuyền hơi của hội người cao tuổi xã Minh Tân, huyện Phù Cừ ngày càng phát triển và được các hội viên yêu thích tập luyện đều đặn để rèn luyện nâng cao sức khỏe. Xã Minh Tân có 4 thôn thì cả 4 thôn đều đã thành lập được các đội bóng chuyền hơi người cao tuổi. Ngoài ra còn có 2 câu lạc bộ bóng chuyền hơi nam và nữ do hội người cao tuổi xã thành lập. Đây là bộ môn thể thao nhẹ nhàng, dễ chơi, tính tập thể cao và phù hợp với nhiều lứa tuổi nên được các hội viên rất yêu thích. Để chủ động trong công tác phòng dịch, các hội viên tham gia tập luyện đều có ý thức chấp hành nghiêm công tác phòng dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, bố trí treo đội theo từng nhóm và giờ tập khác nhau để tránh tụ tập đông người theo đúng quy định. Ông Trần Văn Sàn ở thôn Phần Dương, xã Đào Dương được biết tới là người có nhiều thành tích nhất trong môn bóng bàn phong trào của huyện Ân Thi. Đam mê và tập luyện bóng bàn gần 20 năm nay, tuy đã 65 tuổi, song ông Sàn vẫn duy trì chơi bóng bàn mỗi ngày. Thế mạnh của ông là nội dung đánh đơn bởi khả năng di chuyển linh hoạt, đánh bền bóng. Năm 2014, ông Sàn thành lập câu lạc bộ bóng bàn gia đình, làm nhà tập và mua sắm bàn để thuận tiện cho việc tập luyện của mình và hàng xóm. Ông Sàn đã giành được hơn 10 huy chương các loại tại các lần tham dự giải bóng bàn trong tỉnh. Đối với vận động viên quần chúng này, luyện tập bóng bàn giúp ông có sức khỏe ổn định và có thêm niềm vui trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác xã hội hóa, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào đã xây dựng khá đầy đủ các thiết chế thể thao, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của đông đảo tầng lớp nhân dân. Đây là sân chơi cầu lông được xây dựng từ năm 2016 tại khuôn viên Ủy ban nhân dân phường Minh Đức. Những người yêu thích môn cầu lông đã góp tiền làm sân và mua sắm các dụng cụ cần thiết. Hàng ngày, cứ hết giờ làm việc, nhiều lãnh đạo và cán bộ phường lại cùng nhau chơi cầu lông rèn luyện sức khỏe. Điều này tạo ra không khí đoàn kết, phấn khởi của tập thể cán bộ phường. Chơi thể dục thể thao thì đem lại cái sức khỏe rất là tốt. Đặc biệt cái môn cầu lông thì theo tôi nghĩ thì nó rất phù hợp cho cái độ tuổi từ 40 tuổi trở lên. Mình có sức khỏe tốt thì cái công việc của mình nó sẽ hiệu quả hơn. Còn đây là nhà văn hóa tổ dân phố Vân An. Những hình ảnh này chúng tôi ghi lại lúc dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Rất đông người dân trong khu phố, trong đó có nhiều trẻ em tập trung chơi thể thao. Tại đây có một sân bóng đá, 2 sân cầu lông đáp ứng nhu cầu chơi thể thao của người dân. Ngày nào cháu cũng ra đây chơi cầu lông ạ. Cháu ở đây chơi rất là vui ạ, vì cháu được rèn luyện sức khỏe. Phường Minh Đức hiện có 5 khu phố là Sài Phi, Vân An, Dương Hòa, Phong Cốc và Thịnh Vạn. Cả 5 khu phố đều có nhà văn hóa, có khuôn viên rộng rãi cho các hoạt động thể thao. Cấp ủy các tổ dân phố đã khéo léo vận động những người yêu thích thể thao, xã hội hóa làm sân chơi thể thao cho cả khu phố. Vì vậy mà phong trào thể thao của Minh Đức rất phát triển, bao gồm các câu lạc bộ cầu lông, bóng đá, bóng bàn, dưỡng sinh, thu hút nhiều người tham gia rèn luyện. Do các thiết chế thể thao rồi do điều kiện cơ sở vật chất, thế nên là cũng có một sự thuận lợi nhất định để cho các em hoạt động tốt trong dịp hè và cũng như là cho các em tham gia hoạt động bình thường này, vui khỏe, có ích trong các hoạt động thể thao ở cơ sở và địa phương. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường đã quy hoạch các khu trung tâm văn hóa, thể thao tại các tổ dân phố nhằm thu hút và động viên nhân dân tích cực tham gia rèn luyện tập thể dục thể thao. Rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại là phong trào đang diễn ra sôi nổi tại Minh Đức. Dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân vẫn thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của ngành văn hóa, rèn luyện sức khỏe và đảm bảo phòng dịch. Tới đây bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Roxy S Series, bình nước nóng đầu tiên và duy nhất tích hợp bộ điều khiển gắn tường thông minh.